Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 5 năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức thông tin thời sự tháng 5 năm 2022. Tại buổi thông tin thời sự, các đại biểu được thông tin một số nội dung chuyên đề về thành tựu nổi bật 55 năm xây dựng, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, tình hình Trung Quốc trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 20, kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, và tổng hợp tình hình thời sự chính trị nổi bật tháng 5 năm 2022. Qua đó nhằm thông tin kịp thời các nội dung thời sự quốc tế, khu vực và trong nước nổi bật trong thời gian gần đây, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi cán bộ chiến sĩ trong tiếp cận thông tin, đấu tranh với các quan điểm sai trái, không để mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giúp cho mọi cán bộ chiến sĩ xác định tốt chức trách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.